tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng đôi loa đứng thứ nhì bảng của hãng JBL, một hãng loa nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ với rất nhiều năm kinh nghiệm. Đây là đôi loa JBL K2S 9.9, là đôi đứng thứ nhì sau đôi DD Everest, hiện giờ cao nhất là mã DD 67.000. Đôi loa này thừa hưởng những cái thiết kế và đặc tính có thể gọi là đây là một phiên bản một nửa của đôi Everest đầu bảng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là đôi loa này có những đặc điểm gì đặc sắc độc đáo mà tại sao nó được rất là nhiều audiophile Việt Nam cũng như thế giới ưa thích và lựa chọn trong phòng nghe nhạc hay đẳng cấp của mình. Bây giờ quý vị và các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu kỹ hơn. Tuy là một đôi loa high-end thế hệ mới được chế tác bằng những công nghệ tân tiến nhất hiện nay, nhưng JBL Synthesis, cặp loa K2S 9.9 này vẫn sở hữu những cái đường nét nó mang đậm tính hoài cổ, trông hình thức rất là độc đáo và nó có một cái chất hoài cổ pha lẫn những cái nét hiện đại. Cùng với đó là việc lưu giữ lại các đặc tính đáng quý của những hệ thống loa huyền thoại đã làm nên tên tuổi của thương hiệu loa 70 năm tuổi này. Ở những cái đường nét cong vát, rồi cái việc thiết kế loa họng kèn được loe rộng như thế này, rồi từ loa chung đến loa siêu chép, nó gợi nhớ lại những cái thiết kế đặc trưng điển hình của JBL vào những cái thập niên 80, những cái thập niên 70-80 họ đã có những cái thiết kế như thế này và đã rất là thành công rồi, và thậm chí từ trước đó. Và tương tự như đôi loa Everest DD 66.000 hay là DD 67.000 thì phiên bản K2S 9.9 được xây dựng với khối loa dạng cong hình bán nguyệt. Tuy nhiên là nó được làm vát cong ở phía sau, chúng ta sẽ quan sát phía trên xuống, ta sẽ thấy là toàn bộ cái phần đằng sau lại được làm vát cong rất là đẹp, cong đều, và phía trước cũng gồm rất nhiều đường cong. Để có được cái thiết kế như thế này thì hãng đã phải làm việc trong rất nhiều các năm liền để có thể tạo ra thiết kế cho mẫu loa DD 66.000, và từ đó thì là phiên bản 9.9 để ra đời dựa trên cái thiết kế đó. Cái đôi loa mà Everest dòng DD cao nhất thì nó sẽ sử dụng hai cái loa mix bass, hai cái loa bass rất là lớn. Ở đây chúng ta sẽ quan sát sẽ có một cái loa bass cực kỳ lớn ở đây, và cái đôi loa Everest thì nó sẽ sử dụng hai cái loa như thế, tức là nó sẽ cao và nó sẽ ngang ra như này, tức là có thể gọi đây là một cái phiên bản một nửa của đôi loa đỉnh cao đầu bảng như vậy. Nhưng mà củ loa thì rất là giống nhau, và kể cả loa chung với chép cũng vậy. Về phần thùng loa thì đôi loa này được làm từ những tấm gỗ MDF dày và rất là cứng cáp, bao phủ bởi một lớp ván ghép lại từ nhiều tấm gỗ tự nhiên rất mỏng ép chặt với nhau nhằm tăng cường sự chắc chắn và độ bền bỉ. Nhà sản xuất còn mang đến cho các khách hàng muốn sở hữu JBL K2S 9.9 tới 9 tùy chọn màu sắc hoàn thiện hay là vân gỗ khác nhau. Những lựa chọn phong phú về màu sắc và phương thức hoàn thiện cùng với phong cách thiết kế kết hợp giữa cổ điển và hiện đại giúp cho đôi loa K2S 9.9 có thể phù hợp với mọi không gian sống và nhiều kiểu nội thất khác nhau. Đây là một đôi loa cột cỡ lớn với cấu trúc 3 đường tiếng với 3 củ loa, trong đó củ loa trầm đảm nhiệm việc tái tạo tần số dưới 900 Hz là có tên mã là 1500AL gạch ngang 1, có đường kính loa bass lên tới 381mm, tức là bass 38, gần 40cm, có thể gọi là cực kỳ lớn. Và trang bị nón loa rất cứng và nhẹ, được ép từ bột giấy tinh khiết, điều khiển bởi hệ thống nam châm Anico cực mạnh. Ở cái nam châm Anico này, đối với những cái dòng sản phẩm, chỉ có dòng sản phẩm vô cùng là cao cấp high-end thì hãng JBL mới sử dụng cái nam châm Anico này. Và mẫu 9.9 cũng như là mẫu DD 66-67.000 thì cũng đều sử dụng cái nam châm Anico cực kỳ mạnh và rất là hiệu quả. Cuộn dây âm, cái von côn đã có đường kính lên tới là 10cm. Thật sự rất ấn tượng với những thông số của đôi loa này.
giải trung và trung cao của K2S909 sử dụng tổ hợp loa kèn gồm driver sử dụng là magnesium, đường kính là 100mm bật trong họng kèn. Đây là một cái họng kèn cỡ lớn, được làm rất là hay khi mà nó có một cái góc tỏa âm rất là rộng. Và trong thực tế cũng chứng minh là đôi loa này thích hợp với phòng rộng và nó sẽ đem lại cái độ lan tỏa là cực kỳ ấn tượng. Và tất cả những cái góc tỏa âm cho chiều cao hay là bề ngang đều được hãng tính toán rất là kỹ để đảm bảo được cái âm học tuyệt vời nhất. Phía trên là phần họng cho phần giải chép cho đến siêu chép. Thì cả hai họng kèn này cũng đều được tính toán và thiết kế từ kích thước cho tới hình dạng bởi các phần mềm tối ưu hóa trên máy tính. Do đó chúng sẽ đạt được độ chính xác rất cao. Chúng giúp đem lại giải trung và cao chi tiết, trong trẻo và rất tự nhiên, âm thanh rộng mở, thoáng đạt và đặc biệt là chất âm khò khè ma mị, đặc trưng rất là lôi cuốn. Cái phần thông hơi thì sẽ ở phía sau, sẽ có một lỗ thông hơi rất là lớn. Với đôi loa này thì mình khuyến cáo là nên đặt cách tường, mình nghĩ là tối thiểu phải là tầm khoảng 90 đến 100cm hoặc là có thể lớn hơn, tức là không nên đặt sát vào tường sau, như thế thì âm thanh nó sẽ bị ảnh hưởng và xa tường sau ra một chút. Ngoài ra với một đôi loa kích thước lớn như vậy, củ loa bát lớn, họng kèn lớn và được làm loe ra hai bên, chúng ta nên đặt hai loa cách nhau có thể là lên tới 3m cũng cho âm thanh rất là ấn tượng. Nhưng mà vì cái diện tích có hạn nên chúng tôi phải sắp xếp nó tương đối gần nhau. Và đôi loa 9009 chính là một hệ thống loa dành cho những dàn nhạc lớn và nó có khả năng tái tạo một sân khấu nhạc chân thực như một buổi biểu diễn ngay trước mắt người nghe. Với một cái mức giá không hề rẻ, nó có một mức giá là 550 triệu tại Thiên Hà Audio, thì đây rõ ràng là một trong những đôi loa thuộc hàng loa cao cấp. Nó là đôi loa đứng thứ nhì bảng với những cái đặc điểm giống với đôi loa đầu bảng về thiết kế cũng như củ loa, tức là nó đem lại một chất âm khá là giống. Mình đã nghe khá nhiều đôi loa DD66000 và 67000 thì mình thấy là 9009 với đôi loa đầu bảng đó có rất là nhiều cái đặc điểm chung giống nhau. Ví dụ như mình cảm thấy âm thanh thì rõ ràng là cực kỳ chi tiết rồi, giải trung trầm thì cực kỳ tốt. Ngoài ra là mình rất ấn tượng với đôi 9009 cũng như là cái đôi cao hơn của nó là ở cái mức độ hoành tráng trong cái việc thể hiện, và có thể tái hiện được một sân khấu cực kỳ lớn với những cái lớp được phân tách hết sức là rõ ràng và có thể đáp ứng được âm thanh ở cái mức âm lượng rất là cao nhưng mà với độ méo nhỏ, tức là chúng ta nghe to nhưng mà mình cảm thấy âm thanh lớn như vậy nhưng cảm thấy rất là đã và không cảm thấy bị rối. Tức là thực sự là nó có khả năng đáp ứng cả về mức âm lượng lớn cũng như là cái độ chi tiết hành tráng vô cùng ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bài nhạc để có thể test thêm khả năng của đôi loa này. Thank you.
thanh hết sức là đã, với tiếng trầm hết sức là uy lực, âm thanh cực kỳ rộng rãi và trong trẻo. Tức là mình cảm thấy các đôi loa cao cấp của JBL nó tái hiện một cái cảm giác sân khấu rất là chân thực. Nó tạo cảm giác như mình đang đi nghe nhạc sống vậy, rất là hay. Và với những ai là fan của JBL chắc chắn là sẽ yêu thích cái chất tiếng của đôi loa JBL K2F9009 với giá là 550 triệu đồng tại Thiên Hà Audio. Và quý vị và các bạn cảm thấy sao về đôi loa này, hay là có ai đó đã được nghe đôi loa này, hay có những cái chia sẻ, hãy cùng đến với chúng tôi để chia sẻ lại những cảm nhận của mình về đôi loa này tại số 42 ngõ 178 Thế Hà, Hà Nội, Thiên Hà Audio. Còn bây giờ Hải Sơn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.